tôi chơi ngân bạc có gì đâu. Chú bà bán thì không mua, còn chờ chú bỏ lượm. Tội nghiệp. Nghe mua gì chơi mua. Quý vị muốn mua đâu trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng, dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay là chợ hoa trưa 30 Tết ở công viên 23 tháng 9 ha. Tiếp tục chia sẻ gửi đến quý vị hình ảnh về chợ hoa giờ cuối để chuẩn bị đón năm mới. Thì hôm nay thì như quý vị anh chị các bạn thấy là chợ hoa năm nay thì bà con chia sẻ là bán rất là chậm, nhiều nhà vườn lỗ nặng các bạn. Không những là hoa cúc này, hoa mai này, rồi bên những cái khu đào bắc bên nào cũng nói chung là bán rất là chậm. Hoa năm nay ế ẩm và bán chậm, bà con năm nay thì bán có nhà vườn bán chỉ được có 10-20%. Mình đã cập nhật rất là nhiều những cái video chia sẻ đến quý vị hình ảnh về chợ hoa. Ở đây là những cái chậu này đang còn rất là nhiều, và giờ này là công viên bắt đóng cửa rồi, bắt dọn dẹp để trả lại mặt bằng cho công viên rồi. Hoa vẫn còn rất là nhiều các bạn. Và chúng ta sẽ cùng đi một vòng xem thêm những hình ảnh về chợ hoa nhé. Ok, lấy luôn nè. Xong chưa? Được chưa? Ô anh. Để đi ngoài cũng mỏi giòi lắm. Hai chợ đó rồi cuối cùng người ta được mất. Không có lửa đâu. Đó. Cây này, gốc cây nè. Má dinh được mấy giờ nó nặng nguyên tỷ luôn á. Một chậu sổ hết. Cộng đồng mạng ơi ủng hộ em cái đi, còn bao nhiêu phút rồi cộng đồng mạng? Còn mấy phút nữa sổ hết luôn anh. Sổ hết luôn anh. 100.000 một chậu. Về Tết thôi, không bán dạ. Lời lớn lỗ nữa. Dạ. Sổ hết lấy tiền xe về Tết. Chị ơi, ủng hộ em cặp họ đi chị ơi. Họ lớn luôn. Hoa rất là đẹp các bạn ơi. Bây giờ là giá nhiêu cũng bán hết, bây giờ là gọi là chỉ cần lấy tiền xe về thôi. Hoa màu gà, cúc mâm xôi. Cái này còn rất là nhiều các bạn ạ. Chỗ này bao nhiêu anh? 800. 800 à? Đẹp ha. À? Những cái chậu hoa giấy rất là đẹp các bạn ạ.
Giờ là sổ 150 cây hết. Còn bên đây nhiêu chị? Đây 300. Đây, chuẩn bị nếu không mua là cắt hết rồi. Thôi, cắt đem gốc về hết các bạn. Cái màu lạnh lạnh này được không? Kéo ra đi à. Kéo được, kéo được. 150, 150 cây. Thì đó, cây nha. Cây này á, 300 chị. Cái này bao nhiêu tiền? Cây này bớt đây. Rồi rồi, tính tính ra 250 đi bớt. Đi về quê ăn Tết. Cái này nhiêu? Cái này nhiêu? Giúp họ. Quẹo nữa, quẹo nữa. 150. Dạ, bớt luôn hả? Em chào em ở quận 7, anh em nào ở quận Bến Tre. Cái này dạ 150 cây. 150 một cây. Trời ơi. Đây cái này ông bán là anh cắt cho đem về hết các bạn. Đem gốc về này. Bà con ơi, quẹo vô nhà vườn lỗ rồi. Bán đổ bán tháo bán rẻ đi về. Em vào ở quận 7, anh em nào ở Bến Tre. Ủng hộ ổng đi, 150 cây, 150 cây. 150, 150, 150. Để như là vừa bán vừa co vừa tặng rồi, không phải gì vậy. Trời ơi, phải gì vậy để nó đẹp đẹp chút coi sáng lên quá à. Vừa bán vừa cho luôn là cô. Mấy cây này là 150, 150. Sổ hết để về. Mua đi bèo quá trời rồi. Nó bèo còn hơn cái chữ bèo ha. Bèo còn hơn con bèo lắm. May mắn, mua về là tốt, giàu sang phú quý. Chị mau giàu lắm luôn á, này chắc giàu luôn rồi nè. Trời ơi, chị là em của ông anh ông nghèo, ông ở Bến Tre. Chị giàu, chị, giàu, chị ở quận 7. À. Gần gần Phú Mỹ Hưng, chắc chắn là Phú Mỹ Hưng nha. Quá trời hồ sơ luôn nè. Có mấy cara thôi hả? Dạ. Tràn có mấy cara. Không nè. Lấy tiền, lấy tiền. Không chết rồi, giờ đưa tiền không lấy. Chạy luôn, chạy luôn. Cái chữ tiền là chỉ có ảnh. Dạ, em chỉ cái chữ bán. Anh là bán hộ thôi, cô bán hộ thôi. Ông anh cũng nghèo lắm thôi. Mình giàu, mình ở quận 7. Gần Phú Mỹ Hưng, chứ phải Phú Mỹ Hưng. Không mà cái giờ cô bán hàng rất là vui vẻ, mọi người mua hết. Lấy tiền. Tiền là ổng, nhưng mà cái tính tình là em. Tình nghĩa, tình nghĩa. Quẹo lỡ, quẹo lỡ. Em tên Kiên. Kiên. Ai chồng, mua chồng. Ai chồng. Chồng thiệt hả? Chồng chủ Kiên thôi á. Ổng ở bên Mỹ, ổng la chị chết đó. Ông bên Mỹ à? Chị bên Mỹ à? Cái này là Việt Kiều Mỹ về bán hoa. Việt Kiều Mỹ về bán hoa. Ở đây ông anh ông nghèo, ông ở Bến Tre. Dạ. Chị giàu, chị ở bên quận 7. Việt Kiều Mỹ về đi bán hoa. Thấy ông tội nghiệp quá. Dạ. Ông tỉ ông bỏ kìa, ông tin quay lên. Năm nay thấy bao nhiêu? Có cái cây ông tỉ ông bỏ đó. Dạ. Chị ngồi chị ra nửa tiếng hồ chơi thôi. Cái chị mới đầu thấy tỉ con cây à. Dạ. Cái nhỏ bạn chị nói, ôi trời, ông tỉ con cây ông làm gì á? Cái tỉ ngày thứ hai thứ ba chị nó không phải đâu nha. Không có ai tỉa mà cắt bỏ cái kiểu đó hết. Cái này là cái này đem về hả chị? Dân buôn bán 20 mấy năm. Không phải 20 mấy năm. Năm nay chị mơ 50 tuổi là nhiêu ta? 50 tuổi tuổi Tý. Dạ. Là chị 30 năm buôn bán. Nên đứng lên bán chậm còn như đây. Chết đó, chứ cái dưỡng đoàn chị. Dạ. Thương. Nhưng mà chị thấy nhiều người quá, chị đâu bán phụ được hết đâu. Đúng rồi. Em thấy mày lỡ đi. Quẹo lừa đi, giá rẻ, giá rẻ. 150 cây, 150 cây. Quẹo lừa Việt Kiều Mỹ bán hoa, Việt Kiều Mỹ bán hoa. Việt Kiều Mỹ bán hoa. Cô ở Việt Kiều Mỹ thật ra cô? Dạ, bang nào? Giống ở Việt Nam phải không? Bang nào? Giống Việt Nam phải không? Bang
Cái này là Việt Kiều Mỹ về bán hoa nổi tiếng luôn. Nó giống Việt Nam quá à. Ở thế này, thế là có mối chị về không, anh chồng không về á? Không, về tôi đi độc sức 3 năm trời không có về. Đây là nay về anh tới được lâu không chị? Một năm đi rồi. Một năm đi rồi. Tuần nào có việc nhiều lắm. Dạ. Việc nhà, việc tùm lum hết trơn á đó. Dạ. Dồn lại nay có nửa ngày đi ra ngoài đây ngồi nè. Cho con lần qua bao đó nó phụ. Dạ. Là vậy thôi chứ không có gì. Em... Ê, đừng nói tối nay lên thiệt nha mà. Em chúc chị anh Tết ở Việt Nam vui vẻ nhá. Rồi cảm ơn em tên gì vậy? Em Kiên. Em Kiên cái gì? Dạ. Vô tôi bây gì? À Sài Gòn Travel. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn em chúc nhiều chị nha. Chị anh vui vẻ. Dạ. Này là đi bán phụ hoa cho bà con quá trời luôn. Dạ. Chỉ có hai tay thôi chứ nhiều chắc cũng bán cho nhiều người thấy tội quá. Dạ. Mình cũng phải hay gì mà thấy tội đàn ông thấy tội quá. Đúng rồi, tại vì nhà vườn một năm mới có một vụ thôi mà dạ. Giờ bán nó chậm chậm quá. Năm nay ai bà con nào cũng bán chậm rồi. Dạ. Đi một vòng chơi hoa ở Sài Gòn ai cũng bán, ai dạ. Cũng chậm. Năm nay nhiều nhà vườn mất Tết đấy. Dạ. Đây đây lên cặp đi. Rồi, em cứ quay đi. Dạ dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị ăn Tết vui vẻ, sức khỏe. Và hôm nào bay sang Mỹ cho em gửi lời hỏi thăm ông xã nhà chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Không. Đấy, quẹo lửa, trăm rưỡi cây bà con ơi. Chuẩn bị đi về quê ăn Tết rồi. Có bán đi từ nào bà biển á. Mình đi về. Bây giờ đuổi rồi đó chị. Bây giờ đuổi đó. Bây giờ đuổi rồi. Thì ba nó đang rinh mấy cây gốc lên. Mình nó để mấy cái nhỏ nhỏ. Bè sáng năm tỉa kìa. Tỉa quá trời luôn mà. Tỉa mấy cây á. Thì đâu biết chị ngồi. Không, lát nữa mà ông ấy là anh cũng phải tỉa hết á. Ủa vậy đó hả? Lát nữa ông ấy là tỉa hết á. À quay về nhà tỉa sau. Quá nhiều. À nhiều quá. Cũng ngủ ở bên đó kìa. Ngủ lâu chắc cũng 4 tiếng á. Dạ. 4 tiếng đồng hồ nãy giờ á. Tự gì á, chị đơn giản chứ không có chuyện dạ, nên dạ. Mình không có biết chị đâu dạ. Từ giờ chị nói thôi chị kìa dạ. Đó, hai chị em đi lan qua đây ơi đây hôm nay thấy ai cũng tháo khẩu trang ở ấy ra em nó quay sao mình bán vậy mình về phụ à. Mình ngồi bên kia à. Bạn tại tự gì ở bên Mỹ về à nhà cô là bán hoa đúng không? Không, à, hai người bạn đi chơi. À, nhà vườn à, cô với cô đi chơi. Cô là ở quận 4. À, quận 4. Rồi thấy cũng như ngồi bên kia mà thấy hai người bán chặt quá. Dạ. Ra mình giúp đỡ. Đi bán phụ luôn. Dạ, sáng giờ luôn. Thấy được. Trời ơi. Vậy mới mất. Không có thì giờ đi ra cho bán thôi. Hôm nay không ngờ nhà sắm Tết mà đi bán phụ hoa luôn. Dạ, sắm hết trơn. Bà già cũng đầy đủ. Cảm ơn các cô rất là nhiều. Chúc các cô anh Tết vui vẻ nha. Dạ. Muốn quay đây là ông chủ nhà vườn nè. Con ông chủ nè. Đó, chủ. Quay vô lên YouTube cho nên mọi người ta biết để đó, thành ra giờ bán phụ á dạ. Trời thấy rau chút bán luôn rồi kìa dạ. Hồi sáng quá trời luôn dạ. Như không ai mua rồi dạ. cắt bỏ trời mình nói sao tiếc quá vậy hai người nó thôi mình qua mình phụ người ta dạ. Cái hàng mà nó đưa lên ông xã tao thấy ông cha chị thấy là ai không nói trời bà hay quăng cái tiệm neo bà về đây hả bà về đây bà chơi. Ở đây bên đó là chị cũng làm neo hả? Hai tiệm neo. Hai tiệm neo. Dạ, à. Đây là doanh nhân. Doanh nhân. doanh nhân bên Mỹ. Doanh nhân bên Mỹ về. Không có đâu ai biết. Dạ. Bây giờ chở hết về đây. Dạ. Rồi chắc lại về rồi đó. Cũng đi đâu anh? Chị đang ở quận 7 hả? Về nhà người quen bên đó hả? Hay nhà không, chị? Nhà chị. À, nhà chị. Ở Văn Quỳ. À. À, Nguyễn Văn Quỳ. Nguyễn Văn Quỳ, quận 7. Không. Giờ đưa lên hả con? Còn bán nữa. Dạ, trăm rưỡi à chị. Cặp đó hả? Không, trăm rưỡi một cây. Một cặp 300. Em bán sổ rồi. Về quê ăn Tết. Coi trăm rưỡi một cặp đi cho bà con. Đâu, trăm rưỡi một cây. Trăm rưỡi một cặp. Cái này là chị em lại đi. Cắt tỉa rồi dưng bón rồi cả năm trời luôn á. Mới được vậy. Đó, bán ba lần nữa. Mấy cái này là nhà bỏ hết các bạn này. Bê nguyên cái luôn cô. À không có chỗ được hả? Bê nguyên chậu nó về luôn. Đây nhà vườn bỏ hết rồi giờ các cô đi lượm lại. Đã bỏ mà. Dạ.
Cái này đẹp lắm, cô lấy về. Mình đâu có xinh đâu. Dạ. Thôi bỏ hết các bạn ạ. Những cái giấy này thì bỏ hết. Dạ, bông năm nay rẻ quá. Tại họ bán rồi. Hết giờ. Dạ. Giờ hết giờ rồi, phải ấy thôi. Hết giờ, phải buộc, phải buộc. Dạ. Bán không hết chứ đâu phải người ta chê không mua. Dạ. Hôm nay hoa... Đi nãy nhỏ từ bông nè, đi về chân nè. Dạ. Cũng mừng, ông bà thương. Em mới bán vừa xong. À. Em bán bên bông cúc. Chị bán bên cúc hả? Mâm xôi. Mâm xôi. Dạ. Bây giờ mình qua mình lấy hoa này mình cưng. Bây giờ mình nhặt hoa của nhà vườn dạ. Bỏ đúng. Để mình về mình cúng ông bà. Dạ. Hoa đẹp quá. Dạ. Hoa rất là đẹp các bạn ạ. Bên kia là hoa hồng. Đây lấy nguyên chậu đó. Lấy nguyên chậu hả? Này người ta bỏ rồi mà. Quá thê thảm luôn. Quá thê thảm. Hôm nay quá thê thảm luôn các bạn. Chị kia trước bán thì có kia còn bán kìa. Chị này chưa kêu đẹp quá trời cho nó lựa kìa. Mấy chú về nguyên chậu về chơi luôn. Bán thì ông mua nhưng mà cho thì lấy. Mấy chú chủ cứ bảo bán thì ông mua nhưng mà cho thì lấy. Bây giờ cho người ta cũng được, coi như làm phước. Chú bảo bán không mua còn chờ chú bỏ lượm.
khởi nghiệp nhà vườn. Đó là lấy đất á. Lấy đất. Hy vọng là các năm sau thì bà con mình nếu mà có đi mua hoa đi chơi thì mua sớm sớm ha, để giờ chót này nhà vườn người ta cực quá, người ta đập bỏ hết và đây, anh đứng lên coi phim anh cho em ngủ cái mới này được không? Cắt xe lại có lẽ đâu ông đập nữa đây làm dữ hả? Đi đâu đập đó đâu đâu, em dắt cái xe cái tới em chở về đó, chở về xe là người ta đâu cho vô nữa, kìa vô đầy kìa. Ta thông báo không cho vô nữa. Năm chục ngàn cặp rồi. Giờ bỏ hết trơn ta là cũng không. 50.000 cặp mà không mua. Này, mua đem về. Không mà lượm về cái em cái nở ra nữa không? Chỗ khác mà ta bỏ rồi lượm không to. Ai cho lượm? Lượm nghĩ lại năm sau tìm lượm nữa. Dẹp sớm ha, ở cái gì đó năm, Lãnh Bình Thăng á. Năm nào cũng thời gian này mình chuyển có sớm gì đó. Thời gian đó thì nhiều năm trước rồi đó mà. Này phố bụi đúng không? Dạ. Phố bụi đúng không? Dạ. À, nghe cái giọng. Lúa mà. Bà đang nói mình lại coi coi sao được, không là ông Vũ là coi chết mà coi. Coi lượm xong rồi đi bảo người ta coi thì lúc đó người ta lại đập chứ coi gì nữa. Có 50.000 cặp à, mua cho người ta vui cái ta bỏ lượm rồi thấy thương. Nói chung là cô chú nào khổ thì không nói, còn các cái cô chú có tiền thì mua ủng hộ người ta. Cái con này luôn. Cái này.
Đây, hoa màu gà 50 hai cặp, 50 ba cặp không mua, bây giờ dục hết này. Hoa đẹp quá các bạn. Các bạn ơi. Trời ơi, ông dụng ra đây. Bởi vì có cô hỏi đẹp không? Dạ. Lộn mà hỏi đẹp không? Cái gì? 50 ngàn, 20 ngàn dám mua lộn mà hỏi đẹp không? Lộn. Lộn mà đẹp. Tao mua kia rồi, tao nghe nó đi bỏ tao mới lượm á. Tao mua hai cây cây khỏe tốt. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, năm chục ngàn 10 cây, năm chục năm cây. Đây các bạn, bên này đập hết rồi. Bỏ hết nha. Cái này còn đỡ. Này.